cuộc đời mà. Ai có phước thì nhờ, chứ nào dám trách ai đâu. Sáng thì ngồi đây, hôm khác biết có còn gặp lại ai. Ba muốn sống gần con để lo cho con với những ngày còn lại. Từ khi mẹ con mất đi, đời ba không còn mùa xuân nữa. Ba chỉ còn có con là niềm mãn nguôi lúc ba. Làm nhiều tiền cho cha mẹ, nào ngờ đâu suốt mấy năm qua mẹ đã mất ở quê nhà. Nước mắt tôi rơi nơi xứ lạ quê người. Chiều nào tôi cũng hướng về quê cũ, ngắm mây gió trời lòng nhắn gửi về quê xưa. Trách nhau chi, còn buồn nhau chi. Giờ trách nhau chi, tiếc làm thêm chi. Đêm nay một mình em vui, xin anh một mình đến cùng. Còn gì tiếc nuối nữa thôi. Giờ xót thương đau tình buồn cho nhau, chuyện cũ quên mau chỉ là thương đau. Anh đây mà tình xa xôi, em đây lệ tình đến côi. Em về với người em. Gió thoảng xuân sao, tình yêu như giấc chim bao. Em ơi thôi đành bội thề lệ ướt tim đau. Dứt tình cứ ngỡ bên nhau, về đi đừng làm em khổ sâu. Lệ ướt mi xanh, lệ tình mong manh. Lệ ướt đôi môi soi bởi tim côi. Đêm nay cạn tình men say, thương đau một thời cho nhau. Thôi rồi men đắng. Thank you.
gió thoảng xuân sao, tình yêu như giấc chim bao. Em ơi thôi đành bồi thề lệ ướt tim đau, dứt tình cứ ngỡ bên nhau. Về đi đừng làm em khổ sâu, lệ ướt mi xanh lệ tình mong manh, lệ ướt đôi môi rối bời tim côi. Đêm nay cạn tình mến say, thương đau một thời cho nhau. Thôi rồi mến đắng ly bùi, đêm nay cạn tình mến say, thương đau một thời cho nhau. Thôi rồi mến đắng ly. Sao anh? Hôm nay trong một ngày rất là đẹp trời, nắng kali rất là chói chang, hôm nay rất là đẹp, trời rất là đẹp. Và cái đẹp nhất của anh hôm nay là anh được quay lại chính cái bản ngã của anh. Là cái gì? Có nghĩa là hồi đó giờ em biết là anh nổi tiếng rất là nhiều. À, những cái giai sợ thanh mà. Này, cỡ như Vũ Linh, Kim Tử Long là đồ bỏ hết. Mấy người đó là chuyên môn anh giật vợ mày đó không à? Bây giờ có thêm thằng bên giật vợ nữa. Ngược lại. Biết thằng đó lại không? Ai? Em á. Ôi trời. Hết hồn bất chí á. Anh không được chơi chưa? Không phải là một kịch bản dài mà anh chỉ phụ diễn cho em thôi. Dạ. Em thông cảm giùm anh. Không sao. Thông cảm anh phải đóng vai thôi, bởi vì đạo diễn bắt buộc phải đóng cái ống chứ. Trời đó. Ô, đó đạo diễn là ai? Đạo diễn là ai hả? Andy Thanh. Trời đất ơi, ông ác bắt buộc anh phải diễn cái kiểu đó, vậy anh phải chịu thôi. Con không muốn. Trời đất ơi, tự nhiên bắt đầu người ta đó, nó hút người ta. Em có muốn không? Chuyện cái không muốn. Cái nội Thanh nó ác ghê. Nhưng mà anh sợ xong rồi đó, nó đòi ngược lại. Cái chuyến này là cách xe nó banh hết rồi. Tại anh mua cái dây này mà. Vậy à? Không, cũng đáng đi mua nè. Em thấy cũng đáng đi mua. Nhưng mà anh thấy em diễn rất là nhập tâm bài hát này. Không biết là tại vì em diễn bài hát này hay là bởi vì bài hát nó viết hay sẵn không? Hay là bây giờ người ta mướn em hát, thành ra em hát bài này rất là nhập tâm. Hay là tại vì anh giật vợ quá hay, em nhập tâm. Hôm nay em diễn đạt quá vậy. À, em thấy là anh nói hai cái điều đúng hết. À. Cái thứ nhất á, anh giật vợ quá tài giỏi. Cái thứ hai, bài hát quá xúc động. Okay. Lần đầu tiên em hát kiểu này đó nha. Phải không? Dạ, em hát dân ca nè, bolero là ok. Nhưng mà sau lần này tự nhiên có em gặp được cái bài này à. Em lụm nó trên đường á. À dạ. Trời, nhưng mà rất là may mắn em lụm sao mà ngay cái giám đốc của em. Cái bồ xô của em. Là anh Đề Thanh. Không biết có giờ cái duyên không biết là sao đó. Xuất sắc. Tên quá. Rất là hay. Tên quá. Dạ. Thôi bây giờ đó, anh em mình sẽ đưa chương trình trở về những cái bài hát quê hương của mình. Dạ. Bằng những câu giọng cổ rất là tuyệt vời. Anh về sẽ cùng làm điều đó. Dạ. Nha. Dạ. Đây. Chuẩn bị tiếp tục chương trình. Đò xưa dòng sông năm cũ nâng đôi bờ, nhuộm vàng mênh mông cố hương xa mờ, từ bao năm đã không quay về. Qua cầu quay đường ra sớm nhà tiếng đàn ai, bài thương ca giả cổ hoài lang gửi cho người lưu lạc phía trời xa. Bạc
phù sa ngạt ngào hương lúa mới, dòng nước liễu giang dời dời bôi tương phùng. Dính lời thân yêu ôi xa cách muôn trùng, nơi tôi khóc chào đời trong vòng tay mẹ, tiếng ban đầu tập tên gọi Bạc Liêu. Mẹ ru con bằng bài ca vọng cổ, đàn nằm cũng reo rắc khúc tình thơ. Tôi lân lên bằng mùi vị quê hương, cá bóng kèo nồi canh chua bóng xó đua. Giọng cổ ru buồn, đứng trên cầu quay nhìn nắng nhuốm buổi chiều tan, những con đò nhỏ xôn xao rời bến xuôi ngược sông hồ trên khắp nẻo quê xa. Đường xuống giá rai đường qua vàng lèo, mưa nắng hai mùa ruộng vẫn màu xanh. Cô gái Vĩnh Hưng múc nước bên bờ giếng, lặng lót giọng hò lay động bóng chiều quê. Xa quê mẹ đã mười mấy mùa, cây rụng lá vàng mướp vườn sao, mẹ trông từ thuở nhỏ bông nở vàng quẻ ngào ngạt toa. Đời nhớ quê nghèo, tôi đứng bơ vơ bên mái hiên Phước Lộc Thọ, mà tưởng chừng như đứng trước miếu thiên sư. Đường bộ xa rộn ràng xe qua lại, hỏi ai có chảnh lòng thương cảm những chiếc xuồng con. Ngôi trường Nguyễn Du giờ đây không còn nữa, học trò ngày xưa lưu lạc bốn phương trời. Em gái Bạc Liêu ơi, cho tôi gửi lời thăm hỏi, đã lâu lắm rồi không trở lại quê xưa. Những ngôi nhà cổ của thời ông Lớn Trạch có lẽ bây giờ năm tháng đã rêu phong, dấu chân kỷ niệm ru hồn mãi trong giấc mơ. Đất lạ quê người mỗi độ xuân về, lòng nghe giàu giạt mối tình quê. Cách xa muôn dặm anh về đâu hơi cố nhận,
Mùa xuân nơi đất khách sao nghe buồn quá, tiếng hát từ đâu vọng nhớ đến quê nghèo. Ai về thăm lại Bạc Liêu, ghé qua vườn nhãn biển chiều mênh mông. Điệu buồn giá cổ hoài lắm, giặt diều theo gió cùng đàn nhớ thương. Hay quá anh Tâm ơi, anh ca cái bài này quá mùi. Hình như cái bài này của tác giả Yên Lam phải không anh? Đúng rồi, anh biết cái bài này là anh hát mà anh thấy nó lân lân trong bụng, là bởi vì đúng y cái tình trạng của anh em mình bây giờ. Đứng giữa Cali mà nhớ về Bạc Liêu, nhớ về những câu dần cổ. Nhất là khung cảnh rồi, anh thấy không? Nó có một cái gì đó mình nhớ về quê hương của mình. Mình đứng giữa cái kinh thành tráng lệ như vậy, mình nhớ về quê hương mình, có những cái cảnh đồng lúa, những cái gọi là những ký ức mà không bao giờ mình quên được, đúng không em? Đúng không? Dạ. Bây giờ thì chắc có lẽ đến phiên em rồi đó ha. Bây giờ em trên cái bước đường anh về Bạc Liêu đó, em muốn làm gì thì làm tiếp đi ha. Dạ. Anh em mình sẽ trải lòng mình với tất cả mọi người kỳ khán giả trong chương trình này, những bài hát nhớ về quê hương, những bài hát tình yêu thật là tha thiết, thật là nồng ấm, đồng ý không? Dạ. Rồi, chúc mừng em nha. Ok, em. Anh về miền Tây tìm
tim em đã lỡ chuyện đó. Câu nói yêu thương giờ em quên hết sao em. Đò đưa lòng anh giờ xa bến tình yêu. Chiều ngắm hoàng hôn bây giờ hiu quạnh mình anh. Đường miền Tây thui thủi anh về. Về miền Tây em đã qua cầu. Đành lòng sao như nhánh lúc bình. Trôi mãi phương trời mà quên điều lý thương nhau. Đợi chờ anh mãi mong chờ. Đợi chờ anh em giữ câu thề. Về miền Tây em đã đi rồi. Em đã đi rồi. Miền Tây anh nhớ thương ơi. Về miền Tây em đã đi rồi. Rồi miền Tây anh nhớ thương em. Đúng là tuổi già thiệt mà. Chạy cứ chút xíu mà thở không ra hơi luôn. À, để điện thoại về Việt Nam thăm bạn già coi. Alo, chú Hai hả? Khỏe không chú? Đang làm gì đó? Hả? Cho heo ăn hả? Sao rồi? Đẻ được mấy con rồi? Gì? Con một hả? Trời ơi, một điều luôn vậy hả? Chà, có phước dữ rồi nha. Chắc nó lớn lên chắc có phước lắm đây. Lẩn thẩn quá. Heo mà có phước gì. Sao chú? Sao ơi? Bên đó trời có mưa không? Nắng hả? Nắng dữ không? Bên này trời mát, khí hậu nó tuyệt vời lắm. Khỏe. Khỏe lắm chú ơi. Ho hả? Không sao. Trở trời ho chút xíu hết à. Bên này Hiếu Tâm nó đi làm từ sáng tới chiều nó mới về. Trời ơi, con tôi nó có hiếu lắm chú ơi. Bởi vậy tôi cũng thuộc loại có phước à nghe. Chiều nào nó cũng đưa tôi đi ăn uống đầy đủ hết trơn á. Tôi nói vui lắm chú ơi. Hả? Không biết nữa. Khi nào ổn định tôi về thăm chú với bà con của mình luôn. Chú bận hả? Tôi không bận nói chuyện nữa. Tôi rảnh mà. Ok. Rồi vậy nghe chú. Chúc chú vui khỏe, gia đình hạnh phúc nghe. Tôi cúp điện thoại nghe chú. Gặp ổng rồi,
Ba! Trời ơi, đi đâu tôi kiếm muốn chết luôn vậy? Trời lạnh muốn chết luôn, ra đây làm cái gì? Con nè hả? Chứ ai? Tao không ở trong nhà. Ra đây lạnh lắm đó. Ba định chạy tập thể dục chút xíu cái ba về liền. Ba lo hết cho con rồi. Ba nấu cơm cho con ha. Ba có làm cà phê sẵn cho con luôn nữa. Ba cũng giặt đồ cho con rồi, xếp đồ luôn nữa. Con muốn gì ba làm hết cho con nghe con. Không cần. Hỏi nhiều mệt lắm. Đi làm quá đủ mà rồi. Hiểu không? Có nhận thơ gì không? À, điều biết gì đó. Thơ hả con? Chứ gì? Hình như chưa. Nhưng hôm qua thì ba có nhận cái. Sao ba không đưa cho tôi? Đã nói rồi à, giấy tờ bên đây rất là quan trọng. Nếu bỏ mất thì là khổ lắm. Hiểu không? Sống bên Mỹ phải biết chứ. Dặn hoài không nhớ gì hết à. Khổ ghê á. Con à, ba biết lỗi của ba rồi. Ba xin lỗi. Tệ thiệt. Có bao nhiêu mà cũng làm không xong. Hừ quá à. Lỗi gì mà lỗi. Đã nói với ba hoài à, có gì phải báo cho con biết chứ. Dù là chuyện nhỏ nhất. Già lẩm cẩm rồi. Vậy qua đây làm gì? Phiền quá đi. Ba đâu có biết. Ba đang bình yên. Tự nhiên cái họ gửi giấy tờ mời ba lên, rồi đưa ba xuống, rồi cái máy bay nó chở ba qua đây luôn à. Ba thật sự không biết gì hết á. Ờ mà có. Ba chỉ biết ba biết mấy con gà nòi của ba với mấy cái ao cá nè, rồi mấy cái hàng rào tre ngoài sau vườn của mình thôi con à. Nhắc tới ba nhớ quá. Ba nói thiệt với con nè, ba không có nói dốc với con đâu. Vì ba là ba của con mà, đúng không con? Nhưng con ơi, biết vậy con đưa ba qua bên này để làm gì? Tội cho con nè. Con không có được ngày nào vui vẻ. Công việc suốt ngày, về nhà mệt mỏi. Ba cũng cố gắng làm đủ điều cho con đỡ một chút lo âu. Nhưng mà không biết tại sao nữa. Chắc tại già rồi, làm cái gì nó cũng hư hết. Ba đã làm cho con không được yên ổn. Ba xin lỗi con nghe. Xin lỗi hoài à. Ba xin con, nếu thương ba thì hãy cho ba trở về với miền sông nước quê hương. Nơi ba chào đời tiếng khóc trẻ thơ, buồn vui năm ấy ba về lại chốn xưa. Nơi đó có mồ mẹ của con, có tổ tiên, có đồng lúa rau cà, có lũy tre, có hàng dừa xanh ngát ngây, có dòng sông quê mẹ, nước Phù Sa vung đắp kinh bồi, cũng là nơi đó con chào đời tiếng khóc đầu tiên. Trời ơi, những gì ba vừa nói ra làm
cho con thấy nhức óc nhức đầu. Ở bên đây đâu có thời gian mà nhớ hết. Sáng đi nhanh lẹ, chiều về mau mau, nghĩ cho khỏe trong thời gian đâu mà ba nói tới quê nhà. Con mệt lắm rồi, ba ơi đừng nói nữa, lo cái mồm có cái để ăn. Đâu mà có đâu, từ hôm nay thì ba không đổ thừa cho ai cả. Cuộc đời mà ai có phước thì nhờ, chứ nào dám trách ai đâu. Sáng thì ngồi đây, hôm khác biết có còn gặp lại ai. Ba muốn sống gần con để lo cho con với những ngày còn. Từ khi mẹ con mất đi, đời ba không còn mùa xuân nữa. Ba chỉ còn có con là niềm mãn nguôi lúc ba già. Như hoàng hôn ngả bông lúc chiều tan, mắt nhìn lên trời cao thấy vì sao mờ nhạt, mây phủ mờ lấp kính vàng vì sao. Ôi cuộc đời có khác chi, sao nay sáng chói ngày mai lại mờ nhạt. Mặt nước áo nhà con cá lội tung tăng nó bơ vơ khi xa các bạn đời. Ba, ba muốn nhắc tới mẹ của con hả? Mẹ của con chết lâu rồi, mà lúc mẹ con chết á, con cũng có gửi tiền về nó mai táng mà ba. Con ơi, cha mẹ đặt tên con là Hiếu Tâm, tức là đứa con có trái tim yêu thầu để trả ơn gia đạo trong nhà. Cha mẹ mong muốn con hiếu đạo với ông bà, sống có trước có sau có tổ tiên gia đạo thì kiếp người mới trả nở được trời cao. Hồi nhỏ con rất có hiếu như mẹ cha, ăn món gì cũng mời cha mẹ ăn trước hết. Cha ôm con vào lòng, mẹ con cười hạnh phúc, nước mắt mẹ con rơi khi con té lúc chơi đùa. Đêm khuya tỉnh giấc con đòi, cha ơi con đói bụng mẹ ngồi cho con ăn. Họ ơi, để mai cha bắt ngóc cá cua cho con no dạ. Họ cho con no dạ trong lòng cha sướng vui. Làm mẹ cực lắm con ơi, tình cha như tựa biển trời Thái Sơn.
làm con đừng để cha mẹ già rơi nước mắt, kẻo đời sau con cũng khóc như cha mẹ già. Con ơi, sông nào cũng uốn khúc quanh co, đời người ai cũng có lần lầm lỗi, mong con thức tình của đời cha mẹ mất rồi, con chịu phận mồ côi. Con không tin con là một đứa con bất hiếu. Con bảo lãnh ba qua đây tốn biết bao nhiêu tiền bạc của con. Đi làm mệt muốn chết, về nhà quả một chút, bà phải thông cảm cho con chứ. Có đâu mà ba dạy đời con như vậy. Bà đã dạy con từ lúc con lên một tuổi rồi. Cái tên hiếu tâm đã nói lên tất cả rồi. Cứ dạy đời hoài, dạy đời hoài. Bà không muốn sống ở đây nữa hả? Vậy ba về Việt Nam đi. Còn mua vé máy bay cho ba về Việt Nam liền. Trời ơi, nhức đầu quá đi. Nhức đầu quá. Tâm, Hiếu Tâm. Tâm à, Đừng giận ba mà. Bà biết bà làm phiền con nhiều quá. Xin lỗi con nghe. Bà cũng muốn về Việt Nam lắm. Bà ơi, tới lúc tôi về với bà rồi, tôi về với bà đấy. Lại mất ba nữa sao? Con đã mất mẹ khi con còn ở bên đây. Con lo đi làm không về được. Con cố gắng bảo lãnh ba qua đây là để cha con hôm sớm có nhau. Con muốn nuôi ba suốt cuộc đời này. Con thương ba nhiều lắm. Tại con lỡ lời với ba vậy thôi. Làm sao con ghét ba được? Làm sao con bỏ ba được? Người thân của con chỉ có ba mà thôi. Mẹ ơi, còn đâu nửa tiếng gọi hiếu tâm triều mến. Khi con bệnh ho gà nóng lạnh, mẹ ôm chặt lấy con. 10 tuổi đầu mẹ còn rủ con ngủ hát ầu ơ. Mẹ lừa ca xương đúc cho con từng chén cơm sớm tối. Vậy mà nay con bất hiếu vô tâm. Quên ngày xưa cảnh nhà nghèo đói khổ, cha đi mượn từng lon gạo nhà hàng xóm. Đây đem về nấu cháo cho con ăn.
rồi đến tháng năm. Mưa gió bão giông dắt lá sơ tàn, nửa đêm cha ôm con ngủ, sợ con lạnh người cha siết chặt cho ấm thân. Rồi hôm nay sống ở nơi xa, chỉ có cha con mình. Tại sao con có những câu không đúng với cha dạy? Ơi trời cao ơi, tôi vô tình gây nên tội, tội lớn bằng trời, xin trời đất hãy diệt tôi đi. Một thằng con bất hiếu với cha già, con biết làm sao đời cô đơn nơi xứ lạ quê. Cũng hướng về quê cũ ngắm mây gió trời, lòng nhắn gửi về quê xưa. Lại mẹ hiền con bất hiếu, hiếu khăn tan, ôi gió lạnh từng đêm thèm nghe hơi ấm của mẹ. Thơ thẩn tâm hồn không biết gửi về đâu, giọt lệ sầu cứ nhòa theo năm tháng. Thank you.
ta. Giọt mặn môi thấm nặng tình người, đôi mắt cha yêu nhìn con thương mến, nụ cười hiền lành bao phủ suốt cuộc đời con. Nay đời vắng bóng cha tôi, tìm đâu cho được biển tình núi non. Ngàn đời ghi nhớ cha, hồn thiên bên núi xin cha già thứ tha. Giống trưa hè kéo kẹt trước hàng ba, gió hiu hiu cha ru con ngủ. Năm tháng đó con nào quên được tình cha nghĩa mẹ, con khắc ghi trong lòng. Trên chiều mẹ đêm lá thu rơi, những câu âu ở bên ngọn đèn dầu mờ sáng. Ôi chưa chan khúc ca tình cha quê mẹ, để lại cho con khôn lớn qua thời gian. Biết biết bao giờ tìm lại giây phút ngày xưa, tàu chui đông đưa mẹ già đem về gói bánh. Tết năm nay chắc nhà mình vui lắm, mẹ cười bên con ánh mắt xưa nào quên. Rồi ngày hôm nay con đã xa lìa quê cũ, mất mẹ mất cha con đau đớn khôn cùng. Gọi cha về từ mây gió hư vô, gọi mẹ hiền từng thiên linh vọng lại. Mẹ ơi con sương gió cuộc đời, cha ơi tha thứ tội con khờ khó dùng. Chắc có lẽ là lúc mình tạm biệt rồi, nhưng mà phải nói một lần là chương trình hôm nay á, cái cảm giác của anh hôm nay mình quay rất là nhiều chương trình cho Blue Ocean,
nhưng mà hôm nay anh cảm giác giống như là anh được thể hiện mình từ những cái giai những câu vọng cổ ngọt ngào cho tới phản diện là giật vợ của em, rồi em hát những bài hát rất là tuyệt vời mà anh không nghĩ luôn. Em hát nhạc trẻ, nhạc bolero gì cũng hay trơn á trời. Rồi cái kết mình lại là một cái trích đoạn cải lương mà phải nói anh cảm ơn em rất nhiều, bởi vì người viết cái lương này là em. Cái cảm giác nó rất là dâng trào, nó làm cho anh rất là xúc động. Rất là xúc động là bởi vì đây là cảm giác chung của những người từ Việt Nam qua đây mà sống mà nhớ về quê hương. Rồi ví dụ nha, có những đứa con mà không được hiếu thảo thì cái đau nó nằm ở trong lòng, đau lắm cái gì à. Một lời cảnh tỉnh hoàn nhất khi viết kịch bản này giống như nhắc nhở tất cả mọi người, nhắc nhở tới các em, các cháu đã đưa cha mẹ đến đây rồi, không phải đưa đến xứ Mỹ này rồi, là chúng ta đã hết trách nhiệm. Ở đó còn rất nhiều chuyện các em à, còn rất nhiều chuyện khi mà mình phải đối xử với cha mẹ nè, phải ngọt ngào, phải, bởi vì cha mẹ không còn sống với mình bao lâu đâu. Thật sự hôm nay anh rất là cảm ơn, rất cảm ơn em. Rất cảm ơn em vô cùng đã cho anh có một cái giai mà khi mà em viết em mới dặn anh rồi. Anh cứ chọn. Anh cứ chọn. Anh chọn giai già cũng được mà giai trẻ cũng được. Nhưng mà tại sao anh chấp nhận giai già? Bởi vì anh thấy nó hợp với anh. Nhưng mà trong tuồng anh thấy thì ghi rõ ràng là linh tâm trong giai hướng tâm. Là anh biết cái ca tánh của anh mà không? Anh hát mà gọi là hỗn hậu với cha mẹ thì anh hát rất là ra. Nhưng mà đặc biệt cái tuần này thì anh thích cái giai cha mẹ của thành ra xin phép em. Nếu mà em hát giai này cũng hay ha? Nhưng mà hai anh em mình thì hôm nay phải nói là một điều gì đó mà anh cảm giác được là mình cố gắng thi thố, cố gắng đem đến niềm vui, nỗi buồn và tất cả những cái hỉ nộ ái ố trong cái chương trình này. Anh không biết là từ đây tới sắp tới nữa mình có thể mình còn chiêu nào để mà mình đưa ra nữa không? Em còn không? Thì em nghĩ thì em còn à. Nhưng mà phải bên cạnh đó phải có anh ủng hộ em. Thật ra em viết kịch bản này thì em viết vậy thôi, nhưng mà anh Linh Tâm anh góp ý rất là nhiều, và kể cả cách diễn anh cũng chỉ em để làm sao cho nó đạt nhất. Nói đúng hơn em rất cảm ơn anh để tham gia một cái vai này, cũng như diễn với em một cái ca cảnh này. Em rất cảm ơn anh. Anh thì ngoài cảm ơn em, anh còn cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình này. Quý vị đã yêu thích chương trình của Blue Ocean thì quý vị xin Linh Tâm xin quý vị một điều là nhớ subscribe, like và share. Mà nếu quý vị rảnh, xin quý vị thời gian rảnh nha, nếu có rảnh làm ơn comment nhiều vô chút xíu, góp ý nhiều chút để làm gì, để cho anh em chúng tôi là có những cái đề tài, có những cái điều kiện để mà thi thố nữa quý vị, hoặc là quý vị có những cái góp ý hay là quý vị đề nghị những cái gì mà nó mới, nó sôi động để mà anh em chúng tôi có thể làm những cái chương trình hay để cho quý vị cùng thưởng thức. Một lần nữa thay mặt Quận Nhất, thay mặt trung tâm Blue Ocean, Linh Tâm và Quận Nhất xin kính chào tất cả quý vị. Chúc quý vị lúc nào cũng nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và lúc nào cũng tràn đầy năng lực trong cuộc sống. Tạm biệt và xin gặp lại.